Tôi nói bên phải là người, bên trái là bóng kèo. À, ok. Đúng không? Cậu nói bên phải. Ơ, từ 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 từ. Cậu bên trái là bóng kèo đúng không? Ừ, bên trái là bóng kèo. Rồi, bên phải là người. Ok, tôi nói bên phải là bóng kèo. Tôi mở bên trái cho cậu luôn nè, tôi mở bên trái của cậu nè. Đó, đó, tôi đang đúng rồi đó. Các bạn ơi, hiện tại thì chỉ có 25% bạn trên kênh của mình bấm vào nút đăng ký, 74% bạn còn lại chỉ xem nhưng chưa bấm vào nút đăng ký. Trước khi xem video, các bạn nhớ bỏ ra 3 giây bấm vào nút đăng ký, nút like, nút chuông để mỗi lần mình ra video, các bạn sẽ được cập nhật thông tin sớm nhất nha. Chào mừng quý vị đại biểu đang có mặt trên kênh của tôi. Hôm nay tôi sẽ mua hết tất cả đồ, mua thôi chứ không mặc đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần shop coi có cái lồng đèn gì không. À, cái lồng đèn gì đây? Ờ, chúng ta có gì? Phóng lựu. Ui, cậu ơi, có khẩu P90. Hỏa lân. Đồ mua xịn thế. Mở ra. Ra, Hồng Viễn. Ui. Ui, không Vĩnh Viễn rồi. Đây. Mặt trụ. Ok. Vĩnh Viễn. Ra. Mẹ. Ui, 7 ngày. Ui quá. Quay mồi thôi, bây giờ quay mồi đi, quay mồi phát. Quay mồi đúng không? Cùng 5 năm, quay mồi phát 5 xong. Xong 1 phát 7. Ừ. 5. Ừ. Yes. Xong rồi 7. Xong rồi 7, ở phần này ra luôn này. Xin phép ra cây súng trước. Vé giảm giá được không ta? Không, cậu phải để tròn lên giảm giá được. À, mà cậu mua cái này làm gì? Từ từ cậu. Không. Cậu xuống cái bên dưới, cậu ấn vào cái bên dưới cái giúp dạng. Cậu ấn vào thường đi, cậu ấn vào thường. Thường. Cậu có bên phải bên trên đấy. Ừ. Ở giữa. Ờ, sao ấn vào cái chỗ. Đây này. Ủa? Ủa sao cậu không có cái giảm giá đấy? Tôi nhớ có cái giảm 30% ở đấy ngay rồi, đấy. Rồi, mua hết mẹ rồi. Bây giờ phải qua đây mua nè. 11 nè. Ra luôn hả? Ra. Ui. 5 này, 5 này, 5 này, 5 này. 5. Khẩu này cứng đầu quá à. 7. 7. 5, 7, 9 ha. Ui. Thôi cậu làm X10 xong mua giảm giá đi. X10. Xong rồi giảm giá 500. Ừ, 100 giá à. Hơn ý. Đen, đen thôi, đỏ quên đi. X10. Ui, khó thế. Sao à cậu mở đen này. À, tôi mở có mấy hòm ra. Ui, đen quá. Vứt luôn 2k. Thôi đổi sang quay khác đi, phá khác đi. Oh, okay. Xong là phá, quay lại phá súng sau. Ok. Vòng quay may okay. Mắn chúng ta sẽ có bộ đồ nữ. Nữ gái. Ờ, nữ à không. Ồ, cái SVD nhìn cũng được nè. Thôi để bỏ hai cái có là... rồi nè. Con chó có rồi nè. Có khẩu kia. Bộ này rồi. Tên là công chúa bong bóng. Công chúa bong bóng hả? À không, vũ khúc của vòng. Ra. 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 Ờ, mấy cái này quay thì dễ rồi. Nó là cái cuối cùng gì nữa. Vòng quay bay màu chứ đâu. Chuyển viên này. Tôi bảo phát là ra này. Phát này auto S. Nè nè nè. Nè coi nè coi nè. Phát này ra nè. Chuẩn bị nè. Ra này. Từ từ. Hồi hộp nè các bạn. Hồi hộp nè. Woo. Từ. Hấp dẫn các bạn. Pew. Cái nào vậy đấy. Ui. Má có ra luôn kìa. Một phát ra luôn, amazing, good job luôn anh em ạ. Tiếp tục chúng ta sẽ có bộ đồ, ui lại là bay màu nữa hả? Bỏ hai cái không cần thiết ra đi. Ui cây súng. Bỏ hai cái thẻ quay đi. Ồ, cây súng AG4 nè. Cây này có vĩnh viễn luôn. Được, hai cái thẻ hả? Không mấy cái ba lô này có rồi mà. Thôi kệ, bỏ hai thẻ ra cũng được. Quay okay. Nè. Quay nè. Skip quay cái này đi. À, chuẩn bị đến cái súng. Quên phải đến cái súng. Ok. Để tắt màn hình luôn nè. Không tắt làm gì? Ủa, chứ sao? Thì không để ai biết, để ra cái súng thôi. Làm gì? Ok. Nè, các bạn. Một phát ra luôn nè các bạn. Ok. Một phát ra bộ đồ nè. Bộ đồ. Không biết có ra không ta? Có ra không ta? Có ra không? Bộ đồ đẹp quá, không biết có ra hay không ta. Làm sao mà ra được? Làm sao mà ép tuổi anh làm sao mà ra được? Làm sao mà ra được? Piu piu piu! Đéo! Piu piu! Ôi ôi, amazing good job, vỗ tay mọi người. Bê bê bê, qua mấy nít. Thật là vi diệu. Ghê không? Siêu đấy. Đó, quay cứ một phát là ra ngay thôi. Tay tôi hên lắm. Để coi còn cái gì không ta. Nói phát là ra ghê rồi chứ. Ska Titan hả?
Titan có rồi. Đã sở hữu rồi. Ra xem bộ đồ ấy, có mấy bộ đồ ấy, có mấy bộ đồ gì nữa. Vũ khí công bộ đồ cánh cầu huyền bí. Mấy cái này có hết luôn rồi. Bộ đồ, bộ đồ cánh cầu huyền bí ấy. Ừ. Kìa cả cánh cầu huyền bí kìa, thấy không? Truy tìm. Đây là tiểu quỷ. Tiểu quỷ, chính kim cương. Wow. Thật là wow. Thật lác ấy. Được chưa? Ui, nhiều đồ thế rồi. Từ từ. Chọn hai đi, có chọn phần thưởng đi. Ok, vô nè. Cậu chọn cái gói, cậu phải chọn gói tiểu quỷ. Đúng. Ủa, rồi. Gói tiểu quỷ được chọn một cái thôi nhưng ba lô phúc này đẹp quá. Không, nó ra nhưng ý là cái vật phẩm đấy là vật phẩm chính. Ok. Rồi sao đó. Nó sẽ có mở hai bên, một bên là chính và một bên là những cái phần thưởng phụ. Bên xui cũng mở phát ra luôn. À. Bên phải. Đâu. Chắc luôn. Trời ơi. Ghê không? Không, má lừa thiệt chứ. Từ coi ra không ạ. Làm xí đó chứ. Bên phải luôn. Nếu mà tôi cứ chọn bên phải thì liệu rằng không lẽ bây giờ nó cứ cho bên trái đúng không? Chọn đạn C. Bên phải. Má lừa không? Lừa không? Hai lần. Bây giờ nên chọn bên phải hay bên trái đây mọi người? Bên phải đi. Bên phải đi luôn nha. Đảm bảo nó ra cái đài này. Ra cái đài chắc luôn. Tôi biết là bên phải là cái đài rồi đó. Nhưng mà bên trái cũng là đài luôn, chắc luôn. Ờ. Bây giờ bên nào cũng là cái đài hết á, chắc luôn 100%. Cái này không có tỷ lệ đâu. Phải chi game nó cho mình kiểu mở ra xong mình bảo không, cái này tôi không lấy, chắc chắn cái bên kia đó. Kiểu mình mở lên sẵn là đây, tôi chắc chắn cái này là ba lô nên tôi sẽ không lấy cái này, không, tôi sẽ lấy chi, không, phải chi là như thế này nè, phải chi là bây giờ mình mở cái này, à không, cũng không được. Nhưng mà cái nào là cũng là cái đài hết á. Nè, đây nè, bây giờ tôi đổi lại nha, bên trái nha. Cái đài chắc luôn nè, đài. Thấy chưa? Đó, thôi. Trong đây nè. Bây giờ nè, tiếp tục nè. Cậu đoán cái nào là hộp skin súng? Tôi đảm bảo cái bên phải là hộp skin súng. Tôi đảm bảo cái bên trái là hộp skin súng. Sao chơi không? Sao bây giờ chơi không? Rồi. Rồi bây giờ nha. Bây giờ đố mọi người luôn, cái nào là hộp skin súng? Mọi người phải. Bên phải đúng không? Tôi bên trái, bây giờ tôi mở trái nha. Nếu mà cái trái là hộp skin súng là bên phải là sai đúng không? Ờ đúng. Hộp skin súng nè. Rồi, cậu nói bên nào là cái ba lô? Nào là cái bên trái là cái ba lô. Cái bên trái cái ba lô, tôi nói cái bên phải cái ba lô đó. Bên phải là ba lô nè. Đó, bên phải nè, đó thấy chưa? Sao cậu thua nhiều quá kiểu? Khổ. Rồi bây giờ nè. Thôi, bên... là... Câu, tôi làm trước hả? À? Trời, tôi nói bên phải là con chó. Tôi kế bảo cái bên trái là con chó. Bên trái là con chó đúng không? Ai thì cậu mở ra thì cậu cũng mở trước. Không kìa thì tôi sẽ mở bên trái. Tôi sẽ mở bên trái. Tôi sẽ mở bên trái nè, bên trái của cậu đúng không? Trái là con chó đúng không? Trái là con chó. Đúng không? Lừa rồi. Lừa. Rồi cậu nói cái nào bom keo. Cho cậu đoán lại tiếp đó. Cái nào bom keo? Cái này tôi đảm bảo không phải là cái bên phải là bom keo. Không phải cái bên phải là bom keo. Vậy là bên trái là bom keo đúng không? Đúng rồi. Bên trái bom keo, bên phải đúng. Là người. Theo cậu đoán là như vậy đúng không? Tôi nói bên phải là người, bên trái là bom keo. À, ok. Đúng không? Cậu nói bên phải. Ơ? Từ từ. Cậu bên trái là bom keo đúng không? Ừ, bên trái là bom keo. Rồi, bên phải là người. Ok, tôi nói bên phải là bom keo. Tôi mở bên trái cho cậu luôn nè, tôi mở bên trái của cậu nè. Đó đó, tôi đang đúng rồi đó. Thấy chưa? Đang đúng rồi không? Thấy không? Bên phải là bông keo. Ờ mày gì quá. Bông keo này lấy làm chó gì này? Má tao tức quá tao mở luôn. Bông keo này có rồi má. Ui dồi phí kim cương nhỉ? Tức. Bên cậu giàu mà. Giàu kim cương quá mà. Có gì đâu ta. Ok, kiếm katana này hình như là lấy rồi thì phải. Ủa? Cái này nạp một kim cương có skin xe. Hình như số cậu còn kim cương này cậu ra rút đi. Ok. Như sao cậu... Sao cậu biết sao tôi còn kim cương? Muốn nổi. Ủa? Có gì không mọi người? Hôm nay tính làm rít kích mà không có gì để rít hết.
Lạ ha. Thật là B90. Quất đi. B90 hả? À, còn B90 hả? Vậy đây. Ok, quất. Chẳng lẽ không ra. Chẳng lẽ không ra. Wow. Ờ, bây giờ là quất chóp luôn. Ghê ghê. Ghê. Giận chưa? Hôm nay làm trick kích như vậy là quá được luôn. Ờ, chiếc xe nằm ở đâu ta? Chiếc xe đó trang bị ở đâu ta? Cái xe ở một sưu tập ấy, ở gần cuối Skywing á. À, Skywing đây. Ồ, nó từ từ vô nhận đó. Ủa, mới nạp kim cương vào mà. Lâu thế. Đang đợi xử lý. Tôi nó hay lâu á, của tôi nó hay lâu á. Chờ xử lý đợi xíu tí nữa lấy được các bạn ạ. Ờ, amazing good job luôn. Hơi bị rich kick hôm nay luôn mọi người. A few minutes later. Hôm nay giáp buồn nè. Let's go. Đi thôi. Đi thôi, đi tặng thôi. Em 2000 kim cương đi. Ở đây anh không tặng, anh chỉ tạo ra những cái event hoặc là những chương trình hoặc là giải thưởng thôi, các bạn vào giành giật. Chứ tự nhiên tặng. Đun 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 đun. Tại sao là sắp tới sẽ một cái giải khá là hay thì các bạn với bình luận viên Sang Nguyễn. Nói chung là thằng em Sang mình nó vẫn chưa có kinh nghiệm nên các bạn thông cảm. Cái gì cậu nói? Bình luận viên Hữu Sang. Tới đây sắp có một cái giải có bình luận viên Hữu Sang. Cái gì đây? Không. Ôi. Còn hả? Hình như trên đi cứu rồi sao? Trên nhà cứu rồi. Ôi. Trời ơi, xong. Trên nhà cứu rồi. Xong gạt nó đi, bắn nó bắn gạt chứ. Tuần này bên dưới tôi bắn lên mà. Hai người. Nhà nào á? Nhà nào á? Nhà ba lầu. Hai bên đều có. Đấy, cứu được. Cứu được đúng không? Cứu được. Tôi gạt con quỷ này đi. Còn một trên lầu nữa đúng không? Trên lầu nữa hết à? Okay. Cho mượn khẩu VS bắn chơi coi. Bạn thò đầu ra bắn tôi đi. Bén. Bắn nhiều đi. Xuống xe đi. Ui. Xuống xe. Bắn hai bên đầu mắng chết. Ai bắn kìa. Địch tôi hết rồi. Anh ngọc ngoại. Anh học có giỏi không? Ờ không. Anh học không giỏi. Hồi đó anh học ngáo lắm. Hồi đó học ngu. Chúng ta ép ngáo chó các bạn. Ơ còn tán một tán nè mẹ. Đừng. Nè nha. Đừng có thấy hoa nở mà cứ tưởng là mùa xuân về nha. Quảng lời. Mùa xuân về hoài. À cái câu của cái brand hay sao ấy. Chẳng kết. Nè cái. Không có chôm câu đó thì... của chị Hằng đó. Ơ chạy. Lấy một cô kìa. Chạy. Ê, có người mới hồi sinh xuống kìa kêu ơi. Tôi mới bắn chết một người á, còn ba thằng á. Bên này kêu ơi, mới hồi sinh xuống bên này này. Qua luôn, qua mấy cái điểm kia kịp luôn. Trong nhà luôn. Trời hả, trời hay sao? À chết đâu này. Anna bị bắn ở đâu á? Chín chói. Chín chói. Hay quá. Tên là lợn mực. Dĩ. Bên này có người mọi người. Cứu. Bậy. Cái gì đấy? Ơ, ai vậy? Ê. Ui. Anh dập vật mất mũ luôn ạ. Cho nó coi. Giờ đấy cậu lên 43 cộng 30 là 70. Rồi bị hạ luôn. Xong rồi. Thôi rồi á. Bạn ở ngoài bo này. Chỗ tôi. Các bạn này kỳ cục ghê không ạ? Người đâu một người thế.